bỏ mình xuống què. Thank you.
khoai cây. Ngon không em? Con này mặc dù nó nhỏ hơn con heo của mình nhưng mà nó cũng rất là dễ thương luôn á, mình thích con này quá. Wow. Nó mềm không? Mềm không? Ở đây. Wow. Nó mềm mà. Cái này có thể cái mồi được luôn á nè. Chứ không phải là đông. Chị đi du lịch chị bên con này là lấy mồi nó chút xíu vậy thôi đó hả? Trời sao lấy? Chú cưu, mình có cắm. Các bạn ơi, bên này chú cục lông té. Con phụ lông nó sợ sệt quá kìa. Đánh im. Ai mới gõ đầu nó? Mặt mày bị baby quá. Có hai cục má hồng nè. Ai đến hồng chưa cưng vậy? Khóc rồi nhỉ, khóc rồi. Nó lên chọc. Ai giờ mình gỡ mình. Bây giờ trong lúc chuyện bảo mình gỡ cái mình thì mình sẽ gỡ con búp bê dưới đường của mình. Các bạn nhìn thấy mình kéo. Sao cái chỗ nhỏ quá vậy? Phải cái mền không? Ủa cái mền vậy hả? Hả? Ý cái mền. Bự vậy? Hết mền bông được không nè? Hết mền rồi. Cái này là bông. Hết rồi. Cái này là bông các bạn. Nên là đóng lại. Còn tôi có đô la. Thôi, vậy mình vẫn là một con gấu bông, cần cũng có cái mệt nữa nè. Cái này đang đi học rồi chứ. Thôi đi học lớp khác, đi tiếp hiệu. Ôi, em không đi học đâu, em còn nhỏ. Hai bạn này sẽ mệt. Con heo của mình còn nhỏ nhưng mình không có gì hết trơn á. Qua, mày nhỏ hơn, mày nhỏ hơn. Có nên mình gỡ gì đó. Mình đang gỡ bức bê. Bức bê này chắc đang đẹp quá. Mình đẹp không? Đông. Mùa hè mà đất này là tao nói mình là bị, gọi là bị. Đâu sắp mùa mưa rồi, đắp được. À thôi, mình cũng lấy cái mình lâm nhỏ của mình. Này vô trường đắp đi. Trời, cái này mà đang trường đó thì mấy bạn nó bú đó. Dễ thương quá. Chưa, cái này lâu quá. Cái này trứng vàng, cái này trứng vàng. Thôi lên đây, đừng có nhìn vào đây. Cái này vàng chứ mà nó nở. Lần sau mà nó nở đó. Cái nhỏ đây. Cái nhỏ. Nở một con. Úi trời ơi, chả đầu chị lại. Cái con này bị dính rồi là vỏ trứng. Đẹp chưa? Cô dạy xuống chân đó nha. Cô dạy cái tôi đào quá. Cái Linh đó hả? Đẹp quá. Ủa sao có bằng cái gì vậy? Kệ đi. Đóng bằng cái gì vậy? Đồ này màu đen lắm nè. Kệ nó đi. Đây là khăn vàng khi mùa đông. Rồi còn đây là cái gì? Còn đây là bút mình mua ở Kenshi đó các bạn. Đây là bản Superman. Đây bộ sưu tập của mình, đây mình đã có hết rồi. Đây là Spiderman. Ờ đây là Spiderman, có sưu tập khác. Lộn. Thì mua Batman nữa. Batman, thấy Batman à? Mất mắt rồi. Đây là con gì? Con giống con cá thiếu các bạn. Ê, mình giống, mình thấy là giống biểu tượng khi quá cá. Kiki quá kìa. Kiki đâu? Đâu, nhau theo giống rồi. Cái cây này cũng khá là rẻ. Thôi, mình đang ở đâu? Đây là 20.000 mà cũng dễ thương lắm đúng không các bạn? Đẹp quá, dễ thương. Mình đang rút lại tóc của bạn này. Con này là gì? Cái này là mình nghe bạn nói là một cái biểu tượng gì đó. Là biểu tượng gì đó, là biểu tượng gì? Chắc của Sakura đó các bạn. Nhớ đâu các bạn. Và cái áo này thật là đẹp. Baby. Còn đây là một cái hút con thỏ này, là giống cây cà rốt. Bây giờ lột thôi. Là ý của mày bôi được. Là Chị Minh, chị làm chút nắng luôn nè. Trời ơi, cái đầu ơi, sao em chút gì? Đây là một bộ sưu tập. Ôi, cái mặt này. Cái đỏ phụ quá. Các bạn ơi, đây là video đi chơi và mở quà của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thì hãy cho một cái like, share, subscribe kênh Bảo Ngân Channel nhé. Các bạn hẹn gặp lại, bye bye. Cái đồ hết những con này luôn á, đứa luôn. Mình thích con nước đen này quá à. Ui, này nó có cái dây. Có dây đi chơi nè. Bỏ vào đây rồi, bỏ vào cái hộp. Kèo đậu. Wow, gia nhập đội quân bút viết. Vô rồi mình đi. Trời ơi. Phải có mặt nữa nè, mặt quá chi. Chật quá, đứa nào chim vậy? Nhỏ đứa nào chim tôi vậy? Tên mập là gì? Nhỏ này nè, nhỏ này mập quá nè. Đi 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 đi. Ai? Mình như chưa, hộp bút của mình nó bị quá tải rồi các bạn. Ôi, nhỏ này mập nữa nè, đi. Ủa hai con này không có đầu. Nè,
nào vô cuối đi. Chị trốn, chị trốn, chị trốn. Trốn ở đây, vô đầu tiên nữa. Trốn đúng không? Mày phải trốn. Chị trốn, chạy trốn, chạy vô. Hay hay hay. Number 10. Chị trốn, chị trốn, chị trốn, chị trốn. Trời đúng. Bơi, 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 bơi. Bơi. Bơi vào đây nè, bơi vào đó nè. Rách tay. Thí dừa nè, em xếp lại đúng dừa. Thôi là luôn. Yeah. Thử hết rồi, thử cái này. Bình tĩnh.